cho ta. Tiểu thư à, làm sao đây? Tiểu thư à, tiểu thư à, tiểu thư à, tiểu thư à, tiểu thư, không, không, đưa qua đây, thả ta ra, thả ta ra. Mẹ, tôi muốn làm gì vậy? Đi xéo đi, nghĩ vậy nhưng thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Tiểu thư có sao không? Không sao. Lục Châu, nè, tiểu thư nhà ta muốn biết ngươi làm nghề gì. Tại hạ tình cờ đi ngang thôi. Nè, con người ngươi sao lại như vậy? Chẳng lẽ thân phận của ngươi thần bí như vậy sao? Lục Châu, thôi đi, công tử không muốn nói, mua miễn cưỡng làm gì. Dạ, tiểu thư. Dừng lại, dừng lại. Sao lại đi xe của tiểu thư vậy ta? Nè, chúng tôi ở đây. Bái kiến tiểu thư. Họ tới đón cô nương sao? Dạ. Vậy thì không còn chuyện của tại hạ nữa. Cảm ơn công tử đã cứu mạng. Gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Cáo từ. Tiểu nữ là Tiểu Điệp, xin hỏi công tử xưng hô thế nào? Tình cờ gặp mặt, không cần phải biết tên tuổi làm gì. Bảo trọng. Bảo trọng. Tướng quân, tiểu thư đã hồi phủ rồi. Vậy thì tốt. Nhưng mà tiểu thư ở trên đường đã gặp cường đạo. Cái gì? Tướng quân yên tâm, tiểu thư bình an vô sự. Nhà đầu này lúc nào cũng không nghe lời. Ca ca, Quỳnh đừng giận nữa mà. Quỳnh đã nói cử một đội quan binh để theo muội, nhưng muội lại không chịu. Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi, Quỳnh có thể không giận được sao? Muội đi chùa thắp hương còn phải dẫn theo nhiều người, dù sao cũng không tốt. Muội còn nói à, nếu không có người ra tay giúp đỡ, muội đã bị bọn cường đạo đó bắt đi rồi. Đến lúc đó muội muốn Quỳnh phải làm sao?
Người cứu muội là ai vậy? Hắn đang ở đâu? Huynh muốn gặp hắn để cảm ơn. Hắn không để lại họ tên. Hắn là ân nhân cứu mạng của muội. Tại sao muội không hỏi cho rõ? Tiểu thư đã hỏi rồi, nhưng người đó không chịu nói. Hơn nữa, thái độ còn rất ngạo mạn. Nếu hắn không phải đã cứu tiểu thư, tiểu nữ sẽ mắng cho hắn vài câu đó. Lục Châu lại nói bậy rồi. Lần này là muội may mắn. Sau này phải nghe lời đó, có biết chưa? Dạ, thẩm tướng quân. Ở đây là Thương Châu. Nếu ngay cả muội cũng xảy ra chuyện, chỉ huy mã quân Thương Châu như huynh, không phải mất mặt lắm rồi sao? Ca ca, thì ra an toàn của muội không quan trọng bằng sĩ diện của huynh sao? Nói nhảm. Huynh muội chúng ta trên đời này không có người thân nào khác. Dĩ nhiên muội là người quan trọng nhất rồi. Dĩ nhiên là muội biết. Muội cố tình ghẹo huynh thôi. Con nha đầu này. Triển hộ về. Triển hộ về. Công tôn tiên sinh, đại nhân dặn rồi, ngày mai mang theo một ít tiền chu cấp cho mẹ của Tôn Cường. Ta đã giao cho Triệu Hổ rồi. Triển hộ về, đừng quên chuyện này. Thuộc hạ biết rồi. Triển hộ vệ có tâm sự gì phải không? Không có gì. Công tôn tiên sinh, nghỉ ngơi sớm đi. Ngay cả họ tên cũng không để lại, không phải khiến người ta nóng ruột lắm sao? Muội nói gì vậy? Muội hả? Muội đang nói đến một người khiến cho người ta vừa giận mà vừa nhớ. Ai vậy? Muội đang nói ai? Tiểu thư, tiểu thư đang nhớ ai vậy? Nhà đầu này, còn nói bậy hả? Muội đâu có nói bậy. Tiểu thư à, chắc là đang nhớ ân nhân cứu mạng, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, phải không? Ai nói vậy? Hả? Gặp nhau tình cờ, không quen không biết, người ta đã cứu mạng chúng ta, nghĩ đến chuyện phải đền đáp thế nào cũng không quá đáng mà. Tuy là như vậy, nhưng e rằng không bao giờ có thể gặp lại đâu. Vậy thì chưa chắc. Tiểu thư, hãy đến chùa cầu xin Bồ Tát đi, thành tâm sẽ linh mà.
Bồ Tát nhất định phù hộ tiểu thư được gặp lại hắn. Ta không trông mong ở Bồ Tát, ta đến chùa chỉ cầu bình an thôi. Nếu không, có thể đổi một chỗ khác. Đổi chỗ khác? Là chỗ nào vậy? Miếu Nguyệt Lão có thể làm cho người có tình trở nên quyến thuộc đó. Nhà đầu này nói nữa ta sẽ đánh. Không nói nữa đâu. Bao đại nhân, đại nhân muốn xử lại vụ án Tôn Cường sao? Không sai. Nhưng Tôn Cường đó đã nhận tội rồi mà. Bốn phủ lại nhận thấy trong đó còn có ẩn tình gì? Vậy bao đại nhân muốn hạ quan xử lại hả? Tất nhiên. Vụ này xảy ra ở Thương Châu, đại nhân là tri châu Thương Châu, phải có trách nhiệm, dĩ nhiên do đại nhân xét xử. Nhưng mà bốn phủ còn muốn lên công đường nghe sự. Hả? Vậy thế nào? Chẳng lẽ bốn phủ không được nghe sao? Không, hạ quan không dám. Chỉ là đây chỉ là một vụ án nhỏ, sao dám kinh động bao đại nhân đích thân lên công đường chứ? Câm miệng. Mang người quan trọng làm sao có thể cho là một vụ án nhỏ? Chẳng lẽ trong mắt của Lý đại nhân, mạng sống của Tôn Cường kia không đang được quan tâm hay sao chứ? Không, hạ quan không có ý này đâu. Hạ quan muốn nói điều này. Lý đại nhân, nếu không có ý xem thường mạng người, sao không làm theo ý đại nhân xử lại vụ này? Dạ, điều này tất nhiên. Chẳng hay bao đại nhân muốn xử lại lúc nào? Có phải Tôn Cường bị giam giữ trong đại lao của Châu Nha không? Dạ. Vậy thì lập tức thăng đường. Bổn phụ rất muốn xem tri châu Thương Châu như đại nhân xử án như thế nào, phan hình như thế nào. Dạ, hạ quan tuân lệnh. Bao đại nhân mời. Ông bao đại nhân, hạ quan có thể... Lý đại nhân, mời. Dạ. Giải phạm nhân Tôn Cường. Tôn Cường, khấu kiến đại nhân. Tôn Cường, ngươi đã phạm tội cướp đoạt, ngươi có nhận tội không? Tiểu nhân nhận tội. Ngươi thân là quân nhân, cướp đoạt tài sản của người khác đó là tội chết. Ngươi hiểu chưa? Tiểu nhân hiểu rồi. Bổn châu theo luật phán ngươi tội chết. Sau khi trình báo khai phong phủ xét duyệt, sau mùa thu xử quyết, ngươi còn gì để nói không? Tiểu nhân không có gì để nói. Được, vậy thì ngươi hãy ở trong đại lao chờ phê duyệt đi. Người đâu? Đại nhân. Giải Tôn Cường về đại lao. Dạ. Khoan đã. Bao đại nhân, hạ quan có phải xử sai rồi không? Đúng hay sai tạm thời không nói. Tại sao Lý đại nhân không hỏi vì sao hắn phạm tội cướp đoạt tài sản? Điều này thế nào? Chẳng lẽ Lý đại nhân nhận thấy không nên hỏi hay sao?
Nên hỏi mà. Hạ quan hỏi liền nè. Hỏi liền đây. Tôn Cường, tại sao ngươi cướp đoạt tài sản của người khác, còn không khai thật đi? Hồi đại nhân, trong nhà tiểu nhân có mẹ già cao tuổi, không tiền phụng dưỡng, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Nói nhảm. Ngươi đang ở trong quân đội, tức là đã có quân lương, sao lại không có tiền chứ? Đại nhân, quân ngũ đã nửa năm chỉ phát lương thực không phát tiền rồi. Tại sao như vậy? Quỳ xuống. Tôn Cường, vì sao trong quân đội đã nửa năm có lương không có tiền? Ngươi hãy tường thuật cho rõ. Tôn Cường, ngươi có biết bổn phủ là ai không? Hồi đại nhân, tiểu nhân không biết. Bổn phủ là phủ doãn của Khai Phong phủ Bao Chứng. Ngươi có nghe nói chưa? Là Bao Thanh Thiên, Bao đại nhân hả? Không sai. Bổn phủ làm việc như thế nào, chắc là ngươi đã được biết. Có gì ngươi cứ nói thẳng. Bổn phủ có ở đây, không ai dám làm khó ngươi đâu. Tôn Cường, lời nói của Bao đại nhân ngươi đã nghe rồi chứ? Mau trả lời đi. Dạ. Hồi Bao đại nhân, tiểu nhân lại thuộc tả vệ doanh mã quân Thương Châu, quan binh cả doanh trại đúng là đã nửa năm không được phát tiền lương rồi. Trưởng quan doanh trại của ngươi có giải thích thế nào không? Nghe họ nói là triều đình chậm trễ phân phát. Nói nhảm. Trì hoãn phân phát quân lương giống như lỡ mất quân cơ, luận tội theo quốc pháp, đó là tội tử. Ai dám chậm trễ? Ngươi không được ăn nói tùy tiện. Hồi Bao đại nhân, lời nói của tiểu nhân đều là sự thật. Dương chỉ huy đúng là có nói như vậy, quan binh cả doanh trại đều có thể làm chứng. Lý đại nhân, có hạ quan. Dương chỉ huy này là ai? Ngài thường tư cách ra sao? Hồi Bao đại nhân, người này tên là Dương Báu. Còn về tư cách, chuyện trong quân ngũ hạ quan thật sự không tiện hỏi han mà. Cho nên nói như vậy thì đại nhân không hay biết gì sao? Dạ. Tôn Cường, bất kể ngươi vì lý do gì phạm tội cướp đoạt, pháp luật phạm tội lại là sự thật, ngươi có hiểu không? Tiểu nhân hiểu rồi. Lý đại nhân, có hạ quan. Sự thật phân phát quân lương chậm trễ như thế nào, bổn phủ sẽ điều tra rõ. Tạm thời đại nhân hãy giam giữ Tôn Cường, chờ định đoạt của bổn phủ. Dạ. Người đâu? Đại nhân, giải Tôn Cường về đại lao. Dạ. Đi. Lý đại nhân. Dạ có. Quân lương chậm trễ có thể làm cho lòng quân dao động, thậm chí gây ra binh biến. Bây giờ e rằng không còn là một vụ án nhỏ như đại nhân vừa mới nói. Dạ. Là hạ quan nhất thời sai sót mà. Đại nhân thân là quan phụ mẫu ở địa phương, sao có thể xử án tùy tiện, xem thường mạng người? Nếu đại nhân kết án tùy tiện gây ra tai họa lớn, đại nhân sẽ gánh vác như thế nào? Bóng lộc của đại nhân đều là xương máu của dân chúng, xử án hồ đồ như vậy
đại nhân còn mặt mũi gì đối với triều đình, đối với ba tánh? Hạ quan biết lỗi rồi, xin mau đại nhân xử phạt. Xử phạt mà. Có sai sót hay không, tạm thời bổn phủ không truy cứu. Đại nhân hãy thông báo Dương Bao, kêu hắn ngày mai giờ này hãy đến châu nhà, bổn phủ muốn giáp mặt hỏi chuyện. Dạ, hạ quan tuân lệnh. Tiểu thư Oai Phong. Cho nên mới có cơ duyên để sở hữu chúng. Lục Châu, đưa tiểu thư hồi phủ trước đi. Hôm nay ở bên ngoài lâu quá rồi, sức khỏe tiểu thư không chịu nổi đâu. Ca, huynh tưởng muội được làm bằng giấy sao? Trái lại, muội rất muốn được ra ngoài mỗi ngày, lúc nào cũng ở trong nhà, không bệnh cũng bị bệnh đó. Được rồi, sau này mới nói đi. Vũ Tiến à? Dạ. Đưa tiểu thư hồi phủ. Dạ. Tiểu thư mời. Thanh đao này đã theo ta cả đời rồi. Ở ngoài chiến trường, không biết là đã uống bao nhiêu máu của kẻ địch rồi. Năm xưa Vũ Tiến chính là thủ hạ bại tướng dưới lưỡi đao của tướng quân. Võ công của ngươi cũng không tệ, ngươi bình thường không phải là đối thủ của ngươi đâu. Nhưng gặp tướng quân thì không được rồi. Nếu không Vũ Tiến cũng không từ một người chăn ngựa đi theo tướng quân đến quân ngũ. Đó là ta không nỡ đánh mất võ công cao cường của ngươi. Để ngươi trở thành người chăn ngựa ăn cướp khắp nơi, không xứng đáng chút nào. Nếu không có tướng quân bảo vệ, năm xưa Vũ Tiến đã bị chém đầu theo quốc pháp rồi.
Ê, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trong quân ngũ không ai biết thân phận quá khứ của ngươi. Nếu như bị điều tra ra sẽ rất phiền phức. Dạ. Ra người đó thật sự được lắm mà. Võ công vừa cao cường, vừa thích giúp người. Tiểu thư có thể nói với tướng quân để người đó vào quân ngũ làm nên sự nghiệp. Chỉ sợ người ta không chịu làm quan thôi. Không làm quan cũng được. Hãy để người đó làm cô gia đi. Lục Châu, tiểu thư với người đó đúng là xứng đôi lắm mà. Rõ ràng muội biết ta không thể. Muội, tiểu thư, muội không phải cố ý làm cho tiểu thư buồn đâu. Thôi đi, không sao đâu. Mùi nhìn đi, hai con bươm chỉ còn lại một con.
con đã biến mất chính là ta. Muội nói đi, trong lòng ta có thể có ai không? Tiểu thư, lui đi. Dạ. Tướng quân. Tiểu thư ngủ chưa? Dạ rồi. Người khóc à? Bệnh của tiểu thư thật sự không thể trị khỏi sao? Sao vậy? Bệnh lại tái phát à? Hơn nữa lại thổ huyết rồi. Thật là khổ cho nó. Tướng quân, thật sự không có vị đại phu nào có thể trị khỏi bệnh cho tiểu thư sao? Đại phu nào cũng thử qua rồi. Nhìn thấy tiểu thư suốt ngày đau khổ như vậy, tiểu nữ rất muốn chịu thay tiểu thư. Ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt là được rồi. Hơn nữa, cố gắng để tiểu thư được vui vẻ. Đại phu nói bất cứ lúc nào cũng đại nhân. Mẹ của Tôn Cường đã được thu xếp ổn thỏa, thuộc hạ đã dặn địa bảo quan tâm bà ấy nhiều hơn. Đang thương thật, e rằng lại là chuyện thê lương. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đại nhân, vụ án của Tôn Cường chẳng lẽ không thể phát ngoại khai ân sao? Pháp dù sao cũng là pháp, luận tội theo quốc pháp, bất cứ ai cũng không thể thoát tội. Nếu như Dương Báo thật sự nói dối, triều đình chậm trễ phân phát, Tôn Cường đó không phải oan ức lắm sao? Lời khai của Tôn Cường chỉ là lời khai một phía, không thể hoàn toàn tin. Tình hình quan hệ giữa dân chúng và quan quân có biểu hiện như thế nào? Mã quân Thương Châu xưa nay quân kỷ nghiêm minh, quan hệ quân dân rất là tốt, chưa từng xảy ra chuyện như chuyện của Tôn Cường. Vậy thì khiến người ta khó hiểu. Đợi ngày mai sau khi hỏi qua Dương Bao rồi mới tin. Nè. Tẩm chỉ huy. Lý đại nhân. Dạ. Tại sao bỗng nhiên đại giá quan lâm đến trại ngựa của ta vậy? Tẩm chỉ huy à? Ta mang tin xấu tới đây đó. Tả Vệ Doanh xảy ra chuyện rồi. Dương Báo à? Xảy ra chuyện gì? Một binh sĩ ở trong doanh trại của hắn tên là Tôn Cường phạm tội cướp của. Nguyên nhân là Tả Vệ Doanh đã nửa năm không phát quân lương đó. Cái gì? Dương Báo này, hắn muốn chết rồi sao? Đúng vậy, sự việc này đúng là rất phiền phức đó. Thẩm chỉ huy à? Được rồi. Ta sẽ xử lý, ông đừng bận tâm. Trời ơi, thẩm chỉ huy, không phải là ta bận tâm, là Bao đại nhân bận tâm kìa. Bao đại nhân nào? Phủ Doãn Khai Phong phủ Bao đại nhân Bao Chẩn. Chuyện này
tại sao ông ấy biết? Bổn quan đã xử Tôn Cường tội chết rồi, trình lên Khai Phong phủ xin bao đại nhân phê duyệt. Ai ngờ đâu đại nhân lại đích thân tới Thương Châu xét hỏi đó. Tại sao chuyện này không báo cho ta biết trước? Điều này bổn châu tưởng đâu Dương Báo đã báo cáo hết cho Thẩm Chỉ Huy rồi, cho nên vậy bao đại nhân định làm thế nào? Bao đại nhân ra lệnh muốn Dương Báo ngày mai tới châu nhà hỏi chuyện đó. Bổn châu cố tình tới đây báo cho Thẩm Chỉ Huy biết nè. Ta biết rồi. Bẩm báo Lý đại nhân, đã giữ doanh mã quân Thương Châu Dương Báo cầu kiến. Đại nhân. Đại nhân. Dương đại nhân, sao đại nhân tới sớm vậy? Bao đại nhân hẹn chiều nay mới gặp mà, có phải đại nhân tới lầm thời gian không? Chiều nay ta sẽ quay lại, ta cần một người ở Lý đại nhân trước. Cần người nào vậy? Tôn Cường là người của Tả Vệ Doanh, đã phạm pháp, dĩ nhiên ta phải đưa về xử theo quân pháp. Nhưng Dương Chỉ Huy à, vậy không được đâu. Một mai như ta phải đưa người về, Lý đại nhân có gì đến gặp Thẩm Chỉ Huy mã quân chúng ta nói chuyện. Nè, Dương Chỉ Huy à, Dương Chỉ Huy à. Trời ơi, Dương Chỉ Huy. Tại sao đại nhân không cản hắn lại? Hạ quan cản rồi, nhưng mà Hạ quan không thể cản được đại nhân à, không cản được. Đại nhân, chuyện không nên chậm trễ. Tả Vệ Doanh mã quân ở đâu? Đại nhân, ở ngoài thành tây không xa, thuộc hạ đã hỏi thăm rồi. Được, phiền Triển Hồn Vệ lập tức đến đó, phải bảo toàn tính mạng cho Tôn Cường, bổn phụ sẽ đến đó ngay. Dạ. Bổn phụ xong việc sẽ truy cứu với đại nhân. Bánh bao đây, bánh bao đây, bánh bao, bánh bao. Kế thư à, bánh kia đâu có nhiều quá. Chúng ta qua bên đó xem đi. Cải xanh từ trong đây lại thảm ơi. Cải xanh đây. Nhìn kìa, còn có tranh chữ nữa. Đúng vậy. Nhưng mà không đẹp bằng tiểu thư viết đâu. Còn muội kìa, tiểu thư nên thường xuyên ra đây, vì khi ra ngoài tiểu thư rất vui vẻ. Đó là vì hôm nay lấy lúc ra đây đó. Nếu như có Vũ Tiến và binh sĩ đi theo thì không có ý nghĩa rồi. Tướng quân quan tâm tiểu thư thôi. Á, Trăm Cài kìa. Tiểu thư nhìn nè, tiểu thư hình như tiểu thư cài trâm nào cũng đẹp hết. Muội chỉ biết nói bậy thôi. Hả? Tiểu thư nhìn kìa. Củ sen ngon nè. Mời ghé xem. Trời ơi, lông gà. Nè, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mời ghé xem, ghé xem đi. Tiểu thư ơi, ghé cho tôi tơ lụa đủ màu. Đúng là công tử. Là tiểu thư. Công tử đó, đáng ghét thật. Dù sao cũng không chịu nói tên mình là gì, làm cho tiểu thư nhà tôi nóng ruột đến sắp chết luôn. Lục Châu. Tại hạ Triển Chiêu.
Triển Chiêu hả? Tiểu thư. Tiểu thư tỉnh rồi hả? Ta bị làm sao vậy? Vừa rồi tiểu thư đã ngất xỉu. Triển công tử đưa tiểu thư đến đây đó. Đây là đâu? Là dịch quán, là chỗ ở của quan viên từ nơi khác đến. Không được, ta không thể nằm ở đây được. Dìu ta dậy đi. Nè tiểu thư. Tiểu thư, lần này hình như nặng hơn trước đây. Nghỉ ngơi thêm một lát sẽ tốt hơn. Người đó đâu? Triển Chiêu đâu? À, công tử đang ở hoa viên. Công tử lo lắng lắm, còn nói với muội, nếu tiểu thư tỉnh lại phải báo cho công tử biết ngay. Bây giờ muội sẽ báo cho công tử biết. Lục Châu. Tiểu thư, chẳng lẽ không nên nói với công tử sao? Không phải, ta muốn dặn muội đừng nói thân phận của ta cho công tử biết, cũng đừng nói cho công tử biết ta họ gì và đang ở đâu. Tại sao vậy? Công tử không phải là người xấu mà, không chừng còn là quan nữa đó. Tại sao tiểu thư không cho nói? Muội đừng hỏi tại sao. Không được nói tức là không được nói. Được được, vậy thì muội không nói. Triển công tử. Cô ấy tỉnh rồi sao? Dạ tỉnh rồi, nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu lắm, e rằng còn phải nghỉ ngơi thêm một lát. Cô ấy mắc bệnh gì? Dạ không biết, đã xem rất nhiều đại phu rồi, ai cũng không thể nói nguyên nhân, cũng không thể trị khỏi. Cô đừng muốn nói bệnh không thuốc chữa sao? Đúng. Số của tiểu thư khổ thật. Tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại trẻ tuổi như vậy, nhưng mắc phải chứng bệnh không thể trị khỏi. Bệnh này khi bộc phát đều rất đau đớn, nhưng qua một lát thì sẽ khỏi ngay. Nhưng mà lúc nào tiểu thư cũng chịu dày dò đau khổ như vậy, tiểu nữ nhìn thấy cảm thấy rất đau lòng. Sau khi cô ấy nghỉ ngơi, ta sẽ cho người thông báo người nhà các cô để cho người tới đón. Không, không được, chúng tôi tự về là được rồi. Ta sẽ đưa hai người về. À, dạ không, không cần đâu. Tại sao vậy? À, tại vì trời ơi, không được tức là không được, xin công tử đừng có hỏi nữa mà. Vậy đi 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 đi, quỳ xuống, quỳ xuống. Bao đại nhân, lời nói của tiểu nhân đều là sự thật. Đúng là nửa năm không phát quân lương rồi. Xin bao đại nhân minh giám. Nhưng Dương Chỉ Huy lại nói rằng ngươi oán hận Du Cao. Oán ức quá đại nhân. Tiểu nhân đúng là không có nói dối.
Chuyện triều đình chậm trễ phân phát, huynh đệ trong doanh trại ai cũng biết mà. Bao đại nhân nó điều tra tự nhiên sẽ hiểu thôi. Dĩ nhiên bộ phủ sẽ điều tra. Triều đình đại tống trong 80 vạn cấm quân, chẳng lẽ chỉ phân phát chậm trễ tả duệ danh người sao? Không, đại nhân à, không phải chỉ là tả duệ danh chúng tôi, hữu duệ danh cũng chưa phân phát đó. Như vậy là sao? Thương Châu Mã Quân, hữu duệ danh, tả duệ danh nửa năm đã không phân phát quân lương rồi. Tôn Cường, sự thật chuyện này thế nào? Bố phủ sẽ tra cho ra lẽ. Ngươi hãy ở trong đại lao an phận giữ mình, chờ nghe lệnh truyền. Dạ. Lý đại nhân, có hạ quan. Giải Tôn Cường vào đại lao, người không liên quan không được vào, không cho bất cứ ai thâm ngục. Dạ. Người đâu? Dạ. Dạ. Dạ về đi. Dạ. Đi. Chỉ huy hữu vệ danh là ai vậy? Hồi bẩm bao đại nhân, là ca ca của Dương Báo, Dương Mưu. Hai huynh đệ cùng lúc được thu nhận với trước, đúng là hiếm có. Hai người họ đều được chỉ huy Mã Quân Thương Châu Thẩm Nhượng, một tay đề bạc đó. Được, truyền lệnh của bổn phụ, kêu Thẩm Nhượng lập tức đến chầu nhà. Dạ. Cái gì? Bao đại nhân muốn gặp ta? Dạ, Lý đại nhân cho người đến chuyển lời. Bao đại nhân đang đợi tướng quân ở chầu nhà. Chắc là vì chuyện binh sĩ Tôn Cường của doanh trại Dương Báo. Dương Báo nói là tự giải quyết được, bây giờ vẫn để cho bao đại nhân tìm đến ta. Đúng là thành sự không đủ, bãi sự có thừa. Tướng quân có cần tìm lý do nào đó từ chối không đi không? Không được. Nếu là chuyện công, nhất thời từ chối được, cả đời không từ chối được. Nếu là chuyện tư, ông mới đến Thương Châu, theo lý ta phải đến bái kiến. Nhiều năm không gặp, dù sao ta cũng phải thỉnh an. Tướng quân với bao đại nhân quen biết sao? Không những là vậy, ông ấy còn là ân nhân của ta. Mặt tướng khấu kiến bao đại nhân. Miễn lễ. Tạ bao đại nhân. Sau năm không gặp, ngươi đã được thăng làm chỉ huy Mã Quân. Nếu năm xưa không phải bao đại nhân đề bạc, mặt tướng không có ngày hôm nay. Không, đó là nỗ lực của ngươi. Nếu ngươi không lập được chiến công, làm sao có công danh như vậy? Ngươi nhậm chức chỉ huy Mã Quân được bao lâu? Hồi bao đại nhân, 3 năm rồi. Chắc là ở biên ải 3 năm, ngươi đã lập được rất nhiều chiến công, nên mới được thăng chức nhanh như vậy. Bất cứ lúc nào mặt tướng cũng làm hết sức mình, góp sức cho triều đình, đền đáp ơn đề bạc của bao đại nhân năm xưa. Trước đây bố phụ đúng là không nhìn lầm người. Nhưng mà tả hữu duệ doanh dưới trương của người, sao xảy ra chuyện vậy? Bố phụ rất muốn nghe người nói thế nào. Hồi bao đại nhân, quân lương của Mã Quân Thương Châu chưa từng phân phát chậm trễ. Nói như vậy thì tả hữu duệ doanh không phân phát sao? Mã Quân Thương Châu xưa nay kỷ luật nghiêm minh, mặt tướng tin rằng không ai dám phân phát chậm trễ. Vậy mà binh sĩ Tôn Cường lại nói rất khẳng định, như vậy là sao? Có lẽ là Tôn Cường oán hận Vu Cáo. Ngươi sẽ định đoạt thế nào? Mặt tướng sẽ về doanh trại điều tra. Xin bao đại nhân cho phép mặt tướng ngày mai hồi báo. Bất kể là phân phát chậm trễ hay là Tôn Cường oán hận Vu Cáo, sau khi mặt tướng điều tra lại,
sẽ chịu tội quản lý cấp dưới không nghiêm. Tùy bao đại nhân xử trí. Câu nói này có lý lắm. Được, ngày mai bổn phủ chờ nghe trả lời của người. Triển công tử, nghỉ ngơi xong rồi sao? Nghỉ ngơi xong rồi, sức khỏe cũng hồi phục nhiều lắm. Cảm ơn công tử. Đừng cảm ơn ta. Tiểu thư nhớ bảo trọng. Tiểu nữ đã quen rồi. Người ngoài nhìn vào tình hình của tiểu nữ, họ đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bản thân tiểu nữ không cảm thấy gì hết. Tiểu thư không cần ta tiễn sao? Không cần đâu, tiểu nữ tự về được. Xin cáo từ. Tiểu điệp cô nương, chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ? Thực ra tiểu nữ cũng muốn tìm công tử để cảm ơn, nhưng không biết đi đâu tìm. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tiểu nữ nghĩ nếu chúng ta có duyên, nhất định sẽ gặp lại mà. Tiểu thư đang nhớ công tử hả? Không, ta không có. Đừng có giấu muội nữa, muội theo tiểu thư nhiều năm rồi, tiểu thư đang nghĩ gì muội không biết sao? Không có khả năng đâu. Tại sao không có khả năng? Muội nhận thấy
Tại sao không cho muội nói với công tử thân phận của ta? Tại sao không cho muội nói với công tử là ta họ gì và đang ở đâu? Muội đã hỏi rồi, nhưng mà tiểu thư không cho muội biết. Đó là tại vì ta không thể gặp lại công tử. Tại sao vậy? Rõ ràng tiểu thư thích công tử, hơn nữa ai cũng có thể nhận ra công tử cũng thích tiểu thư. Tại sao không thể gặp lại nhau? Gặp thì sao? Chẳng lẽ để công tử nhìn ta bị bệnh mà chết, không có cách cứu chữa sao? Tiểu thư, niềm hạnh phúc đó cách ta rất xa. Ta không có cái phước đó. Họ tới rồi. Tướng quân, huynh đệ thuộc hạ đáng chết, xin tướng quân tha tội. Hai người đúng là đáng chết. Xin tướng quân khai ân. Lưu giữ quân lương tức là tội chết. Hai người muốn ta khai ân thế nào? Tướng quân, nể tình huynh đệ thuộc hạ đã đi theo nhiều năm, khai ân một lần. Các người còn dám nói sao? Nếu không có ta đề bạt các người, dựa vào năng lực của các người, làm sao có thể thăng chức đến chỉ huy cấp doanh? Chúng tôi nợ tiền đánh bạc, cho nên câm miệng. Thường ngày ta khuyên bảo các ngươi như thế nào? Kêu các ngươi xem binh sĩ như là thủ túc của mình, vậy mà các ngươi còn có ý đồ với huynh đệ trong doanh trại. Lời ta nói quên hết rồi phải không? Thuộc hạ không dám quên. Đúng là vì bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Cấm miệng. Mã quân Thương Châu xưa nay giữ nghiêm quân kỷ, không làm phiền dân chúng. Bây giờ các ngươi lưu giữ quân lương, làm cho binh sĩ phải cướp đoạt tài sản ba tánh. Danh dự của Mã quân chúng ta không phải bị hai người quỷ rồi sao? Bình sinh ta ghét nhất con sâu làm trâu nửa canh. Tôn Cường cũng vậy, các ngươi cũng vậy. Nếu đã phạm phải tội chết, ta cũng không cần phải mất mặt trước bao đại nhân đâu. Vũ Tiến, đau đâu? Xin tướng quân tha mạng. Tướng quân, từ đây. Nếu ta không đích thân giết các ngươi, khó mà trút được cơn giận trong lòng. Xin tướng quân tha mạng. Tướng quân, thuộc hạ có cách giải quyết. Xin tướng quân bớt giận, bớt giận. Tướng quân, với họ cũng không giải quyết được gì đâu. Hay là nghe Dương Chỉ Huy có cách gì đi. Chuyện đến nước này còn cách gì nữa? Tướng quân, thuộc hạ sẽ về lập tức phân phát đủ số quân lương, đồng thời ghi vào sổ sách. Chuyện này giống như chưa từng xảy ra vậy, tuyệt đối không tổn hại đến danh dự của Mã quân Thương Châu. Bao đại nhân điều tra cặn kẽ, các người tưởng có thể giấu được ông ấy à? Thuộc hạ sẽ nghĩ cách khiến bao đại nhân không nghi ngờ. Tướng quân, để họ làm thử đi. Nếu không phải muốn giữ sĩ diện của Mã quân Thương Châu, ta quyết.
đây làm gì? Nghe nói huynh mới hồi phủ thì đã ở lại trong sảnh buồn bã một mình. Có phải doanh trại xảy ra chuyện gì không? Không có gì, chỉ là có một binh sĩ xảy ra tranh chấp với một bá tánh. Tuy đó là chuyện nhỏ nhưng cũng rất phiền phức. Xưa nay huynh xem trọng quân kỷ nghiêm minh, thảo nào phải phiền lòng. Đừng nhắc chuyện phiền lòng này nữa. Đúng rồi, có phải hôm nay muội lại lẻn ra ngoài không? Muội hãy nói thật đi. Ca, sao huynh biết vậy? Ở trong phủ Vũ Tiến không tìm được muội, còn không mau chóng bẩm báo lại với huynh à? Tướng quân, tiểu thư thường xuyên ra ngoài giải khuây, tốt cho sức khỏe mà. Ta biết, nếu sau này muốn ra ngoài, nhất định phải dẫn theo Vũ Tiến. Muội không dẫn theo đâu, có nhiều quan binh đi theo, còn gì là dạo phố, thật ra là diễu hành thị chúng thôi. Muội đó, lúc nào cũng không nghe lời. May là hôm nay không ai đi theo, nếu không tiểu thư không gặp được người đó rồi. Gặp ai vậy? Chính là người lần trước đã cứu chúng tôi đó. Lần này hai người đã hỏi được họ tên của người đó rồi chứ? Ừ, hỏi được rồi, người đó tên là Triển Chiêu. Vậy muội đã tạ hắn chưa? Ừ. Ừ, vậy thì tốt. Như vậy thì không cần canh cánh ở trong lòng rồi. Triển công tử còn hỏi tiểu thư ở đâu. Công tử nói là còn muốn gặp tiểu thư nữa đó, Lục Châu. Vậy thì không cần đâu. Nếu như đã cảm ơn, còn gặp lại làm gì? Ca ca, lòng người khó đoán. Tuy hắn đã từng cứu muội, nhưng không thể bảo đảm sau này hắn không làm tổn thương muội. Công tử không phải người xấu, hơn nữa có lẽ là người trong quan phủ. Bất kể hắn từ đâu đến, nếu như là chuyện không cần thiết, tại sao còn qua lại với nhau? Tướng quân à, Triển công tử đối xử với tiểu thư rất là tốt. Lục Châu, chuyện này không đến lượt người lên tiếng. Ca, ca ca, ca, tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư. Kể từ hôm nay, không có ai đi theo, tuyệt đối không được cho tiểu thư ra ngoài. Dạ. Tướng quân có thể cho phép Vũ Tiến hỏi một câu không? Nói đi. Tại sao tướng quân không cho tiểu thư gặp hắn vậy? Người biết Triển Chiêu là ai không? Triển Chiêu là cử tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, người giang hồ gọi là Nam Hiệp. Dù sao hắn cũng đến từ giang hồ, làm sao có thể an phận được? Nếu để tiểu điệp quen với hắn, hậu quả sẽ như thế nào? Tướng quân sợ tiểu thư bị tổn thương sao? Nếu Triển Chiêu bỏ đi, tiểu điệp nhất định sẽ đau buồn. Kiếp này muội ấy đã khổ lắm rồi, ta không thể mở mắt nhìn muội ấy phải tăng thêm một phần đau khổ vô bổ. Nếu như Triển Chiêu chịu vì tiểu thư an phận thì sao? Cho dù là vậy,
Người chịu tổn thương sẽ là Triển Chiêu. Tại sao vậy? Xưa này ta không dám cho tiểu điệp biết. Đại phu nói nhiều nhất mỗi ấy chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Tiểu thư, tiểu thư ráng chịu đựng, lát nữa thuốc sẽ phát huy hiệu quả. Thuốc này chỉ có thể giảm đau, căn bệnh của ta trị không khỏi đâu. Số lần thổ huyết của tiểu thư càng lúc càng nhiều, nếu còn như vậy thì phải làm sao đây? Chắc là thời khắc sắp đến rồi. Không, tiểu thư không được chết. Nhà đầu ngốc, con người dù sao cũng phải chết, chỉ là sớm muộn mà thôi. Ta không quyến luyến mạng sống này đâu. Nhưng mà bây giờ Triển công tử đã xuất hiện rồi. Vậy thì sao? Huống hồ ca ca đã nói không cho ta gặp công tử nữa. Chắc là thời khắc sắp đến rồi. Không, tiểu thư không được chết. Nhà đầu ngốc, con người ai cũng phải chết, chỉ là sớm muộn mà thôi. Ta không quyến luyến mạng sống này đâu. Nhưng mà bây giờ Triển công tử đã xuất hiện rồi. Vậy thì sao chứ? Huống hồ ca ca đã nói rồi không cho ta gặp công tử nữa. Muội thật sự không hiểu tại sao tướng quân không cho hai người gặp nhau. Xưa nay tướng quân đối với tiểu thư chưa từng hung dữ như vậy mà. Biết đâu ta với Triển Chiêu không có duyên phận, như vậy cũng tốt, khỏi phải tăng thêm phiền não. Công tôn tiên sinh, Triển hộ vệ có tâm sự à? Có sao? Nam hiệp tung hoành giang hồ, ai nghe tiếng cũng phải dở mực. Ngự miêu trừ gian diệt bạo, tham quan nghe tiếng đổi sắc mặt. Nhưng mà từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chắc là Triển hộ vệ cũng không ngoại lệ. Tại sao công tôn tiên sinh lại nói vậy? Trương Long Triệu Hổ nói hôm nay dịch quán có một cô nương tên là Tiểu Điệp. Chỉ sợ mọi chuyện không như tiên sinh đã nghĩ đâu. Sao vậy? Chẳng lẽ ta nhìn lầm mà? Chẳng lẽ Triển hộ vệ không động tình sao? Hay là... Không giấu gì tiên sinh, cho dù Triển Chiêu có lòng, giữa thuộc hạ và cô ấy cũng không có khả năng. Vậy là ý gì? Cô ấy mắc bệnh nan y, không chịu cho biết chỗ ở, cũng không biết cô ấy làm gì tên gì, xem ra có ý tránh mặt. Triển Chiêu làm sao có thể nghĩ tới chuyện này được kia chứ? Thì ra là vậy. Triển hộ vệ, nếu có khả năng, tại hạ rất muốn biết thật ra cô ấy đã mắc bệnh nan y như thế nào. Biết đâu tại hạ có thể góp chút sức lực. Công tôn tiên sinh thần y thần thuật, nhưng tiếc là thuộc hạ và cô ấy không có duyên gặp lại. Nói cũng đúng, nhân duyên do trời định, không phải do con người. Triển hộ vệ, nếu như có duyên, Triển hộ vệ đừng quên còn có công tôn sách, biết đâu có thể trị bệnh nan y này. Đa tạ công tôn tiên sinh. Nhưng tiên sinh tới giờ lúc này
chắc là không phải an ủi Triển Chiêu chứ? Không sai. Bao đại nhân mời Triển hậu vệ về thảo luận vụ án Tôn Cường đang đợi ở đại sảnh. Mời. Tả vệ doanh không thăm hỏi được gì. Quan binh doanh trại quyết không nói ra, rõ ràng là có ý tránh né vấn đề này. Đại nhân, rất có khả năng Dương Báo đã hạ lệnh phong khẩu. Nhưng có một số quan binh chủ động thổ lộ, nói là hữu vệ doanh đã nửa năm không phát quân lương. Đại nhân, không sai đâu. Tôn Cường không nói dối, người nói dối phải là Dương Báo. Không, không thể khẳng định như vậy. Lời nói của binh sĩ tuy đáng tin cậy, nhưng không thể loại trừ khả năng khác. Đại nhân muốn nói người oán hận Du Cáo có lẽ không phải một mình Tôn Cường. Không sai. Nếu như Dương Báo Dương Bưu ngày thường đối xử quan binh quá nghiêm khắc, Du Cao tập thể không phải không có khả năng. Đại nhân, nếu lời nói của hai bên đều có khả năng, làm sao có thể khẳng định sự thật? Ngày mai làm phiền Triển hậu vệ lại cùng Trương Long Triệu Hổ đến hữu vệ doanh tra hỏi cách nói của quan binh nơi đó. Bổ phủ rất muốn biết Thẩm Nhượng sẽ trả lời bổ phủ như thế nào. Khẽ bẩm bao đại nhân, sau khi mặt tướng điều tra, tả hữu vệ doanh đều phân phát quân lương đúng lúc, không hề lưu giữ. Ngươi có bằng chứng gì không? Sổ sách hai doanh trại đều đang ở đây, mời bao đại nhân xem qua. Dạ. Nếu đã như vậy, ngươi đưa hai người này đến đây để làm gì? Mặt tướng sợ bao đại nhân còn có nghi vấn nên mới đưa họ tới đây, mời bao đại nhân giáp mặt tra hỏi. Ngươi cũng chu đáo lắm. Ngươi chính là Dương Bưu? Dạ, chức vụ thuộc hạ là chỉ huy hữu vệ doanh Mã Quân Thương Châu. Hai huynh đệ của ngươi, một tả một hữu, chia ra những chức chỉ huy, điều này trong quân đội rất hiếm có. Hồi bao đại nhân, hai người họ đều nhờ vào quân công của mình, sau khi báo thỉnh khu mật viện sát hạch mới được thăng chức chỉ huy. Điều này cũng rất hiếm có. Đại nhân, theo sổ sách ghi chép, quan binh hai doanh trại đúng là được phát lương đúng lúc, hơn nữa đều đã ký nhận điểm chỉ. Nhưng mà còn phải có văn thư chứng nhận liên quan để đối chiếu lại, như vậy mới không có sai sót. Công tôn tiên sinh còn muốn có văn thư chứng nhận gì vậy? Danh sách quân tịch hai doanh trại và án quyển thăng chức cách chức trong một năm qua. Mạc tướng sẽ cho người đưa đến dịch quán, giao cho công tôn tiên sinh. Làm phiền thẩm chỉ huy. Dương Mưu, Dương Bao. Có thuộc hạ. Trước khi đối chiếu xác nhận lại, hai người không được rời khỏi quân doanh, chờ nghe lệnh truyền của bổn phủ. Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn nói. Người nói đi. Để chứng tỏ trong sạch của hai quân đệ thuộc hạ, chúng tôi tình nguyện ở lại đại lao chấp nhận trong trực.
À, mời. Đại nhân. Đại nhân. Giữ đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Khấu kiến đại nhân. Ừ. Chọn một lao phòng sạch sẽ. Hai vị dương chỉ huy sẽ ở lại vài ngày. À, chẳng lẽ không cần thay cục phục cho họ sao? Ừ. À, thay cục phục cái gì chứ? Người xem lại là phạm nhân bị giam cầm trong này hay sao? Dương chỉ huy, ông đừng nổi giận. Hắn không biết chuyện mà. Là giấu phạm nhân không? Được rồi. Lão nhị, nổi nóng làm gì? Nước đã vào đây rồi, nhận nằm một chút đi. Nghe đây. Dạ. Hai vị chỉ huy chỉ tạm thời ở đây thôi. Các người tiếp đãi cho chú đáo đó. Dạ dạ. Ngoài ra hai vị cần gì thì đáp ứng liền, không được cãi lại biết chưa. Dạ dạ. Mở cửa đi. Dạ dạ. Lý đại nhân, Tôn Cường cũng bị giam ở đây phải không? Không. Dĩ nhiên là không rồi. Tôn Cường bị giam ở lao phòng khác. Là Bổn Châu cố tình thu xếp không để hắn gặp Dương Chỉ Huy đó. Không gặp đâu. Mời mời. Hai vị chỉ huy chịu khó ở hẹp một chút nha. Cao từ. Lý đại nhân tự nhiên. Chắc là công giam giữ chúng ta thật chứ? Yên tâm. Kế hoạch của họ có giấu được bao đại nhân không? Tốt nhất là được. Nếu không, đừng nói là bao đại nhân, ngay cả ta cũng không tha cho họ đâu. Tướng quân, chỉ huy của Tả Hữu Vệ Doanh đều không có ở đây, không phải để lỡ mất tiến trình của hai doanh trại sao? Lập tức truyền lệnh của ta, kêu phó chỉ huy hai doanh trại tạm thời giữ chức chỉ huy tới khi Dương Bưu Dương Bảo trở về doanh trại mới thôi. Tướng quân đó là phải mất bao lâu? Không biết. Điều này phải xem bao đại nhân có tin họ hay không. Ừ. Đại nhân, từ miệng quan binh Hữu Vệ Doanh, thuộc hạ đã hỏi được chuyện liên quan tới phát quân lương chậm trễ, cho nên đã kêu Trương Long Triệu Hổ đến Tả Vệ Doanh chứng minh lại. Nào ngờ bọn họ đều phủ nhận, không thừa nhận chuyện đã nói. Ừ. Bây giờ dù quan binh có nói thế nào cũng không thể nào tin được. Sổ sách quân lương đủ để chứng minh đã phát quân lương rồi. Nếu sổ sách quân lương đều là giả hết thì sao? Học trò đại khái xem qua rồi. Trong một năm qua, bút tích ký nhận quan binh hàng tháng đều giống nhau. Nhưng Tôn Cường lại nói đã nửa năm không phát, vì vậy cần phải đối chiếu văn thư khác mới có thể chứng minh là thật. Khai bấm đại nhân, văn thư của Mã Quân Thương Châu đã đến. Được, kêu họ đưa đến phòng của ta. Dạ. Đại nhân, bây giờ học trò sẽ về phòng đối chiếu xem xét. Đại nhân, Tôn Cường luôn miệng nói rằng nửa năm không phát quân lương. Quan binh ở Tả Vệ Doanh cũng từng nói vậy. Thuộc hạ cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Triển Hộ Vệ nói không bằng chứng. Nếu Công Tôn tiên sinh đối chiếu lại sổ sách không phải giả, e rằng vụ án này đúng là oan hận vu cáo. Cái bóng đại nhân, bên ngoài có người tìm Triển đại nhân. Ai tìm ta? Chính là vị tỷ cô nương hôm qua đến đây. Cô ta nói tên là Lục Châu. Đại nhân. Tiểu cô nương nào vậy?
công tử. Triển công tử, cô ấy sao rồi? Lục Châu, sao vậy? Tiểu thư lại thổ huyết nữa rồi. Ta cứ tưởng tiểu thư muốn gặp công tử nhưng không cho tiểu nữ đến tìm, tiểu nữ không biết phải làm sao cho nên đến hỏi công tử. Lục Châu, cô yên tâm, ta tìm được người có thể trị bệnh cho cổ. Vô ích thôi, bao nhiêu đại phu đã trị không khỏi rồi. Người này nhất định được mà. Ta tìm ông ấy, cô nương đưa chúng ta đi. Không được, công tử không đi được. Tại sao vậy? Tại vì, trời ơi, công tử đừng hỏi, tóm lại là không đi được. Không đi làm sao trị bệnh? Vậy tiểu nữ sẽ nghĩ cách đưa tiểu thư lẻn ra đây. Lẻn ra đây? Ai không cho cô ấy ra ngoài? Công tử đừng có hỏi nữa, tiểu nữ sẽ đưa tiểu thư đến đây. Công tử đừng rời khỏi đây nha. Lục Châu, mời vào. Triển hộ vệ à? Tiên sinh vẫn còn nhớ sẽ giúp Triển Chiêu xét bệnh tình không trị khỏi của tiểu điệp cô nương chứ? Nhớ chứ. Sao vậy? Triển hộ vệ tìm được cô ấy rồi sao? Không, là nha đầu cô ấy Lục Châu tìm đến dịch quán. Vậy tiểu điệp cô nương đâu? Lát nữa sẽ đến, mong tiên sinh hãy giúp cho một tay. Điều đó tất nhiên, nhưng bên phía đại nhân, Triển Chiêu tới là để mời công tôn tiên sinh cùng với thuộc hạ tới bẩm báo ba đại nhân. Dĩ nhiên điều đó nghĩa bất dung từ. Nếu vị cô nương đó đến đây thì nhờ công tôn tiên sinh trị bệnh cho cô ấy. Dạ, đa tạ đại nhân. Đừng cảm ơn bổn phủ, Triển hộ vệ nên trân trọng hơn mới đúng. Triển Chiêu chỉ sợ lỡ mất việc công của công tôn tiên sinh. Đại nhân, học trò nghĩ rằng có thể lo liệu đôi bên. Bổn phủ tin rằng công tôn tiên sinh có thể lo liệu đôi bên. Bây giờ chỉ còn chờ tiểu điệp cô nương đó đến đây. Không, ta không đi. Tiểu thư, ta không đi đâu. Tiểu thư à, Triển công tử nói rồi, người đó nhất định trị khỏi bệnh cho tiểu thư. Đại phu nào lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ thì sao? Bệnh của ta lúc nào cũng bám theo ta, giả lại cho đến ngày ta chết. Ta không muốn thất vọng thêm một lần nữa. Tiểu thư, hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Ta không muốn công tử thất vọng cùng ta. Ta không muốn công tử cùng với ta gánh chịu đau khổ này. Tiểu thư, nếu tiểu thư không chịu đi, công tử nhất định sẽ rất buồn. Ta biết công tử sẽ buồn, nhưng ta cũng tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Qua một thời gian, công tử sẽ quên dần chuyện này. Thậm chí công tử sẽ quên từng có một người như ta. Tiểu thư không muốn đi thật sao? Chẳng lẽ tiểu thư không muốn gặp công tử lần cuối cùng sao?
Còn Tôn tiên sinh sao không đi tiếp? Triển hộ vệ, có câu này tại hạ cần phải nói trước. Mời nói. Tuy tại hạ đã gặp không ít bệnh tật, nhưng chưa chắc có thể trị khỏi bệnh cho cô ấy. Dù sao trên đời này cũng có rất nhiều chứng bệnh không thể chữa trị, không có thuốc chữa. Y giả đời này đời nọ không ngừng đấu tranh với ma bệnh. Có một số bệnh tật trước đây không thể trị khỏi, bây giờ thì lại giải quyết dễ dàng. Bệnh hôm nay không thể giải quyết, biết đâu bao nhiêu năm sau sẽ trở thành rất tầm thường, ai cũng có thể trị được. Nói tóm lại, tốt nhất triển hộ vệ phải có chuẩn bị trước, để tranh... Thuộc hạ hiểu rồi. Bệnh của cô ấy chưa chắc trị được, nhưng ít ra cũng có cơ hội. Tại hạ không hy vọng quá cao, nhưng sẽ không bỏ cuộc. Vậy thì tốt. Mời. Ừ. Rằng vị đại phu đó nhất định trị khỏi bệnh cho tiểu thư, tiểu thư phải có lòng tin mới được. Thật đó, Triển công tử khẳng định như vậy nhất định không sai đâu. Lục Châu, muội đừng bận tâm cho ta nữa, ngay cả ta cũng không bận tâm, sao muội lại nóng ruột? Tiểu thư, thật ra ta chỉ nghe câu nói của muội, ít ra phải gặp công tử một lần. Tiểu điệp, công tôn tiên sinh tới rồi. Triển công tử, vị tiên sinh này chính là đại phu sao? Tại hạ không phải đại phu. Tuy ông ấy không phải đại phu, nhưng ông ấy có thể trị bệnh. Tại hạ công tôn sách, vị này có phải là tiểu điệp cô nương không? Tiểu điệp bái kiến công tôn tiên sinh. Ừ. Tại hạ không phải đại phu, nhưng mà tại hạ đã học y, cũng từng trị bệnh. Cô nương có thể cho tại hạ khám bệnh hay không? Làm phiền công tôn tiên sinh. Ừ. Mời hai vị tránh mặt một chút. Tiểu thư. Lục Châu đừng lo lắng, đừng ở lại đây cản trở công tôn tiên sinh chẩn đoán. Ra ngoài với Triển công tử đi. Tiểu điệp, cô nương yên tâm, công tôn tiên sinh nhất định sẽ có cách. Ừ. Đi đi. Cô nương, mời cô nương ngồi xuống để tại hạ bắt mạch. Làm phiền công tôn tiên sinh. Tiên sinh đó nhìn giống như người dạy học, ông ấy có thể trị bệnh không vậy? Nếu ông ấy không thể trị bệnh, ta cũng không nhờ ông ấy giúp đỡ. Vậy tại sao ông ấy không phải đại phu? Tại vì công việc chủ yếu của ông ấy không phải đại phu. À, vậy công việc chủ yếu của ông ấy là gì? À, còn công tử, công việc chủ yếu lại là gì? Ở đây là chỗ ở của quan lại. À, công tử nhất định là quan phải không? Ấy,
Công Tôn tiên sinh chẩn đoán ra điều gì phải không? Bệnh của cô nương đã bao lâu rồi? Từ khi tiểu nữ hiểu chuyện, bệnh này đi theo tiểu nữ rồi. Trong lúc phát bệnh, có phải đau đến khó chịu không? Dạ đúng. Trong lúc tâm trạng cô nương thay đổi, hoặc là trong lúc kích động, đều phát bệnh phải không? Tại sao tiên sinh biết? Gần đây cô nương có từng gì phát bệnh mà thổ huyết không? Đặc biệt là gần đây, hay hôm nay còn ngất xỉu nữa. Triển công tử đã kêu tiểu nữ nghỉ ngơi ở đây khá lâu mới khỏe lại được. Cô nương, số lần phát bệnh gần đây có phải càng lúc càng nhiều? Thời gian cách biệt có phải là càng ngày càng gần hay không? Đúng. Công Tôn tiên sinh hiểu rõ bệnh của tiểu nữ sao? Công Tôn tiên sinh, tình hình sao rồi? Xin lỗi, ta không trị được. Tiểu thư, thực ra cô ấy bị sao? Tỳ vị của cô ấy bị đau rất nặng. Cho dù là bệnh nan y cũng không cần phải chết cơ mà. Trong lục phủ, tỳ vị là yếu nhất và cũng dễ mắc bệnh nhất. Thông thường mà nói, đúng là không thể chết được. Nhưng mà tình hình của tiểu điệp cô nương thì lại khác. Có gì khác vậy? Tỳ vị của cô ấy đã bị tổn thương rất nặng, gây ra thổ huyết. Đây chính là nguyên nhân cô ấy thường thổ huyết. Đặc biệt là trong lúc kích động càng dễ phát bệnh hơn. Chẳng lẽ cô ấy hết thuốc chữa rồi sao? Trị liệu bằng thuốc chỉ là lúc mới mắc bệnh. Bệnh của cô ấy không được chữa trị kịp thời, hơn nữa còn kéo dài quá lâu. Tỳ vị xuất huyết đã thành quán tính, cuối cùng sẽ làm cho tỳ nang rạn nứt, đồng thời cũng sẽ mất mạng. Vậy đó sẽ là lúc nào? Khó nói lắm. Thậm chí 2-3 tháng, nhanh thì 10 bữa nửa tháng. Triển hộ vệ, ta thật sự không thể giúp được. Thuộc hạ biết, tiên sinh đã làm hết sức. Biển người mênh mông có duyên gặp nhau, nhưng lại là kết quả này. Tạo hóa trêu người, rất nhiều chuyện thường thì không do con người. Nếu có khả năng, thuộc hạ sẽ gánh hết mọi chuyện cho cô ấy. Nếu là như vậy, tại sao không cho cô ấy biết? Cho cô ấy biết? Không sai, cho cô ấy biết tâm ý của hộ vệ. Mọi chuyện đã không thể thay đổi rồi, nói với cô ấy có lợi ích gì? Không. Nếu như cô ấy phải rời khỏi nhân thế, nên để cô ấy biết có người quan tâm cô ấy như vậy, để cô ấy cảm thấy không hối tiếc. Được
được rồi Lục Châu. Đừng khóc nữa. Muội buồn cho tiểu thư mà. Thật ra là khám thử thôi, trị không được thì thôi, có gì mà khóc. Không sao đâu Lục Châu, đừng khóc nữa, nín đi. Triển công tử, Lục Châu, muội ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với Triển công tử. Không ngờ ngay cả công tôn tiên sinh cũng không trị được. Không sao hết, đã nhiều lần ôm hy vọng rồi, cuối cùng là kết quả thất vọng. Tiểu nữ học được cách không để mình thất vọng nữa. Nhưng ta không nên để tiểu thư chịu dày dò thêm một lần nữa. Không, nói thật nha, nếu không phải là công tử, tiểu nữ không muốn thử đâu. Vì ta tiểu thư mới tới sao? Tiểu thư biết cảm giác của ta đối với tiểu thư, tại sao không cho ta biết tiểu thư ở đâu chứ? Tại sao không cho ta đến tìm tiểu thư? Tại vì tiểu nữ biết bệnh của tiểu nữ không có thuốc chữa, tiểu nữ không muốn đôi bên phải đau khổ. Còn bây giờ? Bây giờ tiểu nữ đã biết ngày tháng còn lại của tiểu nữ không còn nhiều. Tiểu nữ muốn ngày nào cũng được gặp công tử. Tiểu Điệp, công tử hứa với tiểu nữ điều này được không? Chuyện gì ta cũng hứa hết. Đừng chịu ý tiểu nữ, tiểu nữ chỉ cần một điều. Nói đi. Tiểu nữ muốn ở lại đây vài ngày, tiểu nữ không muốn về nhà. Dĩ nhiên là được. Không, còn điều này nữa. Tiểu nữ mong ngày nào cũng được gặp công tử. Y muốn ở lại Dịch Quan, có lẽ không hợp lễ nghi, nhưng ngày tháng của Tiểu Điệp không còn nhiều ngày nữa, xin đại nhân thành toàn. Một cô nương đang tốt đẹp sao lại gặp chuyện không may này? Sao bốn phủ có thể nhẫn tâm từ chối? Được rồi, hãy để cô ấy yên tâm ở đây. Đa tạ đại nhân. Chỉ là một cô gái trẻ ta túc bên ngoài, dù sao cũng phải thông báo người nhà. Triển hầu vệ phải thu xếp ổn thỏa, đừng để người ta trách móc. Xin đại nhân yên tâm. Tại sao khuya vậy mà vẫn chưa về? Cho dù muội lẻn ra ngoài chơi cũng không đến mức buổi tối cũng không về nhà. Tướng quân, trong chuyện tiểu thư không cẩn thận là trách nhiệm của Vũ Tiến, xin tướng quân trách phạt. Chuyện này không thể trách ngươi, là ta bảo ngươi ra ngoài làm việc mà. Binh sĩ phụ trách canh gác ở trong phủ nói sao? Chẳng lẽ không ai phát hiện muội ra ngoài à? Tiểu thư quyết định lẻn ra bằng cửa sau cho nên không ai phát hiện. Bất kể ra ngoài bằng cửa nào, họ cũng đã không làm tròn trách nhiệm. Dạ, thuộc hạ sẽ trừng phạt họ thật nặng. Nhớ sau khi trời sáng cho mọi người ra ngoài tìm mũi ấy, cho dù điều hết binh mã doanh trại bới tung thành Thương Châu này cũng phải tìm được mũi ấy về đây. Dạ, tướng quân yên tâm, tại hạ sẽ tìm được tiểu thư đem về đây. Tiểu Điệp là người thân duy nhất của ta, ta không thể để mùa ấy xảy ra chuyện.
Sổ sách quân lương là giả. Đúng vậy, học trò đã nghĩ nát óc đối chiếu nhiều lần, cuối cùng đã nhận ra sơ hở. Tiên sinh nói nghe xem nào. Dạ. Đại nhân, nếu như Tôn Cường oán hận Du Cáo, trong sổ sách ký nhận của quan binh là bằng chứng có thuyết phục nhất, đặc biệt là ký nhận của Tôn Cường. Không sai, có ký nhận của Tôn Cường tốt hơn biện giải thiên ngôn vạn ngữ. Trong sổ sách quân lương của Tả Vệ Doanh đúng là có ký nhận của Tôn Cường. Ngài phát lương là mùng 1 tháng 8, nhưng mà theo ghi chép của Châu Nha, trung tuần tháng 7 Tôn Cường đã bị Châu Nha giam giữ rồi. Nói như vậy, họ đã cho người giả mạo chữ ký của Tôn Cường. Đúng vậy. Đại nhân, muốn tìm một người giỏi mô phỏng bút tích người khác không phải chuyện khó khăn. Vì vậy đã để lộ sơ hở. Có lẽ họ không ngờ được điều này. Điều này gọi là muốn che mà không kín. Chữ ký của Tôn Cường là người khác giả mạo, vậy thì quan binh còn lại. Đại nhân, nhái theo bút tích của vài người, vài ba nét thì có khả năng. Nếu như trăm mấy người trong doanh trại đều là như vậy thì khó lắm. Nói cách khác thì quan binh còn lại đều là bản thân họ ký nhận. Dạ. Theo học trò suy đoán, chắc là họ đã phân phát quân lương. Nếu không, quan binh trong doanh trại chưa chắc ai cũng chịu ký tên đâu. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ được. Làm như vậy ngược lại đã chứng minh lời nói Tôn Cường đó là thật. Đại nhân, bây giờ đã khẳng định sổ sách quân lương là ngụy tạo, có phải nên triển khai điều tra đối với hai người Dương Bưu, Dương Báo không? Tất nhiên, sáng sớm ngày mai sẽ đến Châu Nha. Bổ phụ rất muốn biết họ còn lời lẽ nào để xảo biện. Đại nhân, binh mã Kiều Sa đã chuẩn bị xong, mời đại nhân lên kiệu. Hai người hãy đến Tả Hữu Vệ Doanh, chia ra điều tra việc quân lương của quan binh phân phát như thế nào. Sau khi bổn phủ về đến dịch quan, lập tức hồi báo, không được chậm trễ. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Đại nhân, thật mau đại nhân. Đại nhân, đại nhân. Trời ơi, không hay rồi, đại nhân à, không hay rồi. Bổ phủ đang trên đường đến Trung Nha, đại nhân đến đây để làm gì? Hạ quan, trời ơi, bảo đại nhân, hạ quan. Lý đại nhân, không được hoảng hốt như vậy, có gì từ từ nói. Tôn Cường thắt cổ tự sát ở trong nhà lao rồi. Hạ quan canh phòng không chặt chẽ, để cho Tôn Cường tự sát ở trong ngục. Xin bảo đại nhân trị tội sai sót của hạ quan. Từ lúc bổn phủ đến Thương Châu tới giờ, đại nhân không biết đã phạm bao nhiêu lỗi. Nếu dù nào bổn phủ cũng phải truy cứu, e rằng quan hàm Tri Châu, Thương Châu của đại nhân đã bị cách chức từ lâu. Hạ quan biết tội rồi. Thân là quan phụ mẫu ở địa phương, lại hốt hoảng như vậy, bổ phụ cảm thấy buồn cho ba tên của Thương Châu. Hạ quan
Đại nhân, di hài của Tôn Cường, học trò đã khám nghiệm hoàn tất, đúng là nghẹt thở mà chết. Đại nhân, ngõ tác nghiệm thi đúng là chết do tự sát. Nhưng hắn không phải tự sát mà là bị giết. Hả? Tại sao Công Tôn tiên sinh biết vậy? Trong đại lao có dấu vết ấu đả, trên thân Tôn Cường có vết thương mới, trong móng tay có vết máu và da của người khác để lại. Có lẽ trong lúc giằng co vào lên người đối phương để lại. Ở trên cổ, ngoài dấu vết bị xiết cổ ra, còn có dấu tay rõ ràng. Rõ ràng sau khi bị người ta giết hại, tạo hiện trường giả, làm như thắt cổ mà chết. Lý đại nhân, bây giờ đại nhân còn nghĩ Tôn Cường tự sát mà chết? Hạ quan. Dương Trừ Ma Hán. Dạ. Truyền ngục tốt trực bàn. Dạ. Lý đại nhân, đại nhân làm việc thất trách, điều tra không rõ, hẹn với trách nhiệm của mình, làm sao có thể xử án phán tội? Hạ quan. Lát nữa đây, trong lúc ngột tốt đến, nhất định luôn miệng phủ nhận. Đại nhân không được lên tiếng, để bổn phủ hỏi chuyện. Dạ, hạ quan không nói câu nào hết. Đứng lên đi. Tạ đại nhân. Khởi bẩm đại nhân, ngục tốt tới rồi. Người tên là gì? Tiểu nhân tên Trương Thuận. Trương Thuận, trong lúc Tôn Cường thắt cổ tự sát, có phải người đang trực ban? Dạ, tiểu nhân nhất thời sơ suất nên không phát hiện, xin bao đại nhân trừng phạt. Trong lúc đó ngươi có cho người ngoài vào không? Không. Lý đại nhân nghiêm cấm người ngoài ra vào, tiểu nhân không dám chống lệnh. Vậy thì ngươi có rời khỏi lao phòng không? Cho dù là một thời gian ngắn nhất. Tiểu nhân không dám rời khỏi chức vụ của mình. Ngươi khẳng định không rời khỏi đó bao giờ? Tiểu nhân thật sự không có. Ngươi khẳng định không có người ngoài vào lao phòng? Tiểu nhân khẳng định. Được. Ngươi đâu? Dạ. Giam giữ tên hung thủ giết hại Tôn Cường Trương Thuận cho ta. Dạ. Hả? Đi. Quan của bao đại nhân. Tiểu nhân không có giết người mà. Tiểu nhân không có giết người. Còn nói là không. Lúc còn sống, Tôn Cường còn có thể giặt con. Còn đây là chứng cứ rõ ràng. Bề ngoài nhìn vào giống như tự sát, nhưng bị sát hại, ngươi còn dám xảo biện? Đại nhân, tiểu nhân thật sự không có giết người. Vừa rồi rõ ràng ngươi đã nói không có người ngoài vào trong, ngươi cũng không rời khỏi chức vụ. Hung thủ ngoài ngươi ra còn có ai nữa? Vừa rồi là tiểu nhân nói dối. Xin bao đại nhân minh xét. Vậy thì hãy khai thật đi. Dạ. Tối hôm qua tiểu nhân đã quá chén, phó lập chủ động trực tha cho tiểu nhân. Nào ngờ sáng nay quay lại, phát hiện phó lập không có ở đó. Tôn Cường đã tự sát mà chết, nên đã lập tức bẩm báo với đại nhân. Vậy vừa rồi tại sao ngươi phải nói dối? Vừa rồi tiểu nhân sợ bị trách phạt, cho nên mới nói dối. Phó lập đó là ai? Hắn cũng là ngục tốt. Hắn chính là người mời tiểu nhân uống rượu. Lời nói của tiểu nhân đều là sự thật mà. Lý đại nhân, có hạ quan. Lập tức truy nã phó lập quy án. Dạ, hạ quan làm ngay đây. Hút thuốc theo đơn, sắc xong rồi uống, mỗi ngày 3 lần, sau bữa ăn nửa canh giờ. Công Tôn tiên sinh, thuốc này có thể trị khỏi bệnh của tiểu thư không? Tại hạ nói rồi,
bệnh của tiểu điệp không trị khỏi được. Vậy đơn thuốc này có tác dụng gì? Lục Châu, đừng hỏi nhiều nữa, làm theo lời dặn của Công Tôn tiên sinh đi. Dạ. Cô nương không muốn biết thuốc này có tác dụng gì sao? Công Tôn tiên sinh không nói, tiểu nữ hỏi để làm gì? Cô nương cũng bình tĩnh thật đó. Thật ra tiểu nữ đã không bận tâm, kiếp này không biết đã uống bao nhiêu thuốc rồi, cũng sắp thành tủ thuốc đó. Thuốc cô nương dùng hàng ngày chỉ là thuốc giảm đau. Đúng. Nếu không phải đau đến không chịu nổi, tiểu nữ sẽ không uống. Đại phu nói nếu dùng thuốc này quá nhiều sẽ không có hiệu quả. Đại phu nói không sai. Cho nên cô nương thường chịu đau phải không? Đơn thuốc của tại hạ sẽ khiến cô nương không cảm thấy đau nữa. Nhưng không trị được bệnh này sao? Không trị được, chỉ để cho cô nương bớt đau mà thôi. Tiểu nữ phải cảm ơn Công Tôn tiên sinh. Triển công tử, tiểu thư ra ngoài làm gì? Tại sao không nghỉ ngơi trong phòng? Lúc không phát bệnh, tiểu nữ không khác gì người thường. Ở trong phòng cả ngày buồn lắm rồi, muốn ra đây một lát. Sao vậy? Tối qua công tử không ngủ sao? Ta không ngủ được. Là vì bệnh của tiểu nữ hả? Tiểu nữ biết mình không nên liên lụy công tử. Trong đời của ta chưa bao giờ giống như bây giờ vậy. Quan tâm tới một người, mong nhớ tới một người, cam tâm tình nguyện mà. Đa tạ, đa tạ công tử. Công tử khiến tiểu nữ cảm thấy không oan uổng sống ở kiếp này, khiến tiểu nữ trân trọng mỗi ngày còn lại. Bất công quá. Như vậy thật sự bất công quá. Tại sao ông trời đối xử với tiểu thư tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ? Đừng nói vậy. Ông trời đã thương xót tiểu nữ rồi, vì ông trời đã cho tiểu nữ gặp công tử vào giờ cuối. Tiểu Điệp.